Người Duy Ngô Nhĩ đang băn khoăn, một số thậm chí còn chuẩn bị đón nhận những ứng dây chuyền từ những chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tới Trung Quốc và Tân Cương, nơi sinh sống của nhiều người Duy Ngô Nhĩ, trong đó có ông Seyit Tumturk, người đứng đầu Quốc hội Đông Turkistan. Bằng cách sử dụng những lời lẽ của ông Fidan, chính quyền Trung Quốc đang cố gắng hợp pháp hóa hành vi diệt chủng của chính mình, bằng cách biện minh cho vụ thảm sát của chính mình, bằng cách nói rằng Hakan Fidan rất hài lòng với chuyến thăm của ông ấy. Điều đó là không thể chấp nhận được. Bà Kakdas Onger của Đại học Marmara cho biết chuyến thăm của ông Fidan tới Trung Quốc tập trung vào thương mại song phương và phát triển các tuyến thương mại mới khi nền kinh tế thế giới thiết lập lại để tránh né lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Thổ Nhĩ Kỳ cần xây dựng lại tất cả những kết nối này để duy trì vị trí trung tâm của mọi việc, duy trì vị thế cầu nối giữa Đông và Tây. Bây giờ nó đã trở nên phổ biến hơn do các lệnh trừng phạt của Nga, và người châu Âu hiện cũng quan tâm đến việc xây dựng các kênh thay thế này. Tôi nghĩ nó mở ra cơ hội. Ankara đang tìm kiếm sự ủng hộ của Bắc Kinh cho tuyến đường thương mại hành lang giữa, nối Trung Quốc với châu Âu qua Trung Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Bắc Kinh không mấy hài lòng trước việc Ankara cung cấp nơi ẩn náu cho người thiểu số, chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Trung Quốc phạm tội gần như diệt chủng khi ông còn là thủ tướng năm 2009. Nhưng bà Onger nói rằng Ngoại trưởng Fidan đã sử dụng ngôn ngữ hòa giải hơn về vấn đề này trong chuyến thăm Trung Quốc và tới Tân Cương. Người Trung Quốc hài lòng với điều đó. Bài phát biểu chính thức trên truyền thông Trung Quốc về cơ bản nhấn mạnh thực tế rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ chính sách một Trung Quốc của Trung Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và thậm chí còn có những nhận xét trong chuyến thăm Tân Cương của Hakan Fidan, nếu ông nhấn mạnh rằng chẳng hạn như sự phát triển kinh tế của Tân Cương, sự hòa hợp xã hội, tôn trọng các quyền văn hóa, vân vân. Bắc Kinh đang vận động hành lang để thông qua đạo luật được chờ đợi nhiều năm ở Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để được phê chuẩn. Nó sẽ cho phép dẫn độ những người Duy Ngô Nhĩ bị chính quyền Trung Quốc truy nã. Theo chuyên gia về Trung Quốc Seren Egan, các nhà phân tích cho rằng động thái này sẽ giúp khắc phục sự miễn cưỡng hiện tại của Bắc Kinh trong việc hợp tác với Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ là một biến số đối với Trung Quốc. Cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ rất có tiếng nói tại Thổ Nhĩ Kỳ trong môi trường chính trị của các đảng phái bảo thủ. Vì vậy, điều đó cũng tạo ra một môi trường đầu tư đầy rủi ro cho Trung Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ thực sự được chính thức phân loại là quốc gia có rủi ro đầu tư cao đối với các công ty Trung Quốc. Các nhà phân tích cảnh báo bất kỳ động thái nào của Ankara chống lại người Duy Ngô Nhĩ sẽ gặp rủi ro do sự ủng hộ vững chắc của công chúng Thổ Nhĩ Kỳ đối với người Duy Ngô Nhĩ. Nhưng đồng thời, họ cho rằng Ankara cũng quyết tâm đạt được mục tiêu trở thành trung tâm trên các tuyến thương mại giữa Trung Quốc và châu Âu.